Hoài Lâm và bạn gái hot girl liên tục phát cầu lương trên sóng livestream. Hoài Lâm và Kim Ngân không ngại trao nhau những cử chỉ thân thiết. Mới đây, trên mạng TikTok Hoài Lâm đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc tình tứ trêu đùa bên bạn gái hot girl kèm lời nhắn nhủ. Người bên cạnh giúp Lâm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Cả hai liên tục phát cầu lương trên sóng livestream, không ngại trao nhau những cử chỉ thân thiết. Nhiều người nhận xét Hoài Lâm và bạn gái mới có tướng phu thê, trông rất đẹp đôi. Có thể thấy, sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn nam ca sĩ đã tìm được hạnh phúc mới. Trước đó, Hoài Lâm còn thay đổi mối quan hệ đã kết hôn trên Facebook và thoải mái đăng tải hình ảnh tình tứ bên cô nàng. Trang cá nhân của Kim Ngân vô cùng kín đáo, chỉ để hiển thị công khai một số hình ảnh cá nhân và không tiết lộ bất cứ thông tin đời tư nào ra ngoài. Kim Ngân từng sánh vai với Hoài Lâm trong một sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ trước đó. Kim Ngân sở hữu gương mặt xinh đẹp, mang nét dịu dàng, dễ thương. Cô cũng được nhận xét đẹp đôi khi xuất hiện cạnh Hoài Lâm. Gần đây, Hoài Lâm xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Tuy nhiên, Hoài Lâm bất ngờ nhận về nhiều lời nhận xét của khán giả cho rằng giọng hát của anh xuống cấp, không còn giữ phong độ như trước qua những lần cover. Trước ý kiến này, chủ hit Hoa Nở Không Màu lên tiếng thừa nhận trong cuộc đời nghệ sĩ muốn hát nhạc cao, phải hát nhạc thấp trước mặt khán giả. Họ muốn chứng tỏ thực lực ở quãng giọng đó thì mới hát được. Tôi lâu quá không đứng trước nhiều người, sân khấu lớn nên giọng hát sẽ thấp lại. Đó là điều đương nhiên.